may cho mấy chị nha, chữ tôi cũng khá đẹp cho nên mình đọc rõ hơn. Chữ tôi xấu cứ đọc ra nha, như thời kỳ quan giả nha. Rồi mong muội, thời kỳ mong muội nha. Thời kỳ quan giả cái thời kỳ nào không? Đúng rồi, ông xã Thiên Thủy không? Từ có tiến triển của anh nha. Thời kỳ văn minh nha, văn minh. Đây là cái khái niệm của ông Lê Viết Mộc Găng nha. Thì đây nhé, chẳng hạn như tôi đọc một số cái tên ha, một số cái tên của mấy nhà khoa học ha, các chị phải hẹn hỏi ông cho ông này không, ông có cái gì, cái phát biểu nãy đó không, tại vì ông là người đất không, cái nhẹ nên nhắc cái đặc điểm không, thì cái khái niệm về xã hội văn minh thì nè là của ông chị tôi biết một gan ha, gọi là bày đàn nha, thị tộc bộ lạc nha, bộ tộc và dân tộc nha. Đây là cái khái niệm của ông hồi nãy luôn đó. Thấy chưa? Tối nay ngủ được cái nằm mơ đó, thấy học này nghe hả, đang học quá trời nhiều những môn này, mình muốn nhớ tên cái này nhớ dai mình biết làm sao không, lên Google mình tập nha, tập lên cái mặt của mấy học á, mình lên ra mình dán trên chỗ đầu giường mình á, ở mình nằm nha, mình cười với mấy học nha. Chị nó nhớ dài lắm không? Mà làm cũng rất cẩn thận nên nó rất là thùng á. Chị Nhân làm cười gì hơn. Đây. Thứ ba hay là theo cách sống của một tôn giáo. Và theo cách sống của một tôn giáo ha, thì mình có những cái đạo gì chú ý nè. Phật giáo nha, Phật giáo quy tắc nha, PC nha, Phật giáo mình có hiểu bậy nha. Rồi Hồi giáo, Nho giáo nha, mình tới nhớ tới Nho giáo thì mình nha, nhớ tới tên của gì nữa, Tổng giáo hoặc là Tổng tử, Leo Tổng tử không? Hay là Tổng giáo nha, Kitô giáo nha, Kitô giáo. Thì Kitô giáo là gì nha, là Kitô giáo. Là nó bao gồm nhiều truyền thống tôn giáo ha, với các dị biệt văn hóa này tới khác nhau. Tổ tiên là người Do Thái và Ả Rập thì nó có ba nhánh chính, đó là tôn giáo Roma, chính thống giáo Đông Phương nha, và Hán Cách. Thôi cái này không cần nhớ, nhớ rất nhiều đủ rồi nha. Thấy có nhiều người thấy nằm nhìn trên sách không kìa, mệt dữ rồi không? Thôi cái này mình chỉ còn các học lòng, không còn gì khác nha, kém đi. À, nếu mà xem xét theo trình độ phát triển hoặc của bậc cái này dễ học nè. Thì mình có cái gì? Thời kỳ gì? Sang bắn hai lượng nha, mấy chị tự nhiên nha, sang bắn hai lượng, trồng trọt chăn nuôi nha, nông nghiệp, công nghiệp, nội công nghiệp thì nó ăn dần theo cái trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, hiểu không? Rồi sanh tấn thấy lượng trồng trọt chăn nuôi, nông nghiệp, công nghiệp, hậu công nghiệp, trong đó thời kỳ là phát triển cao nhất hậu công nghiệp nha. Thời kỳ này là thời kỳ năng suất lao động rất là cao nha, chuyên môn hóa ra sâu, cuộc sống con người thay đổi cơ bản nha. Lần sau con lớn con đứa thằng hai còn ngáp ngáp không bình luận lên đi từ điểm nha, ngáp có bình luận lại nha. Cái vậy ngáp nó là một bệnh gì lây truyền nha, cái ảnh hưởng tới tôi nữa đó, tôi buồn ngủ tôi dạy không được đó. Thì mình nhớ thêm một số tên nhà sau mình học ở phương Đông nha. Bây giờ mình học toàn phương Tây không nha. Ở phương Đông thì có thêm ông gì nè, có một ông rồi đó, ông Khổng Tử nha. Còn có ông gì nữa biết không, mình không đó phải không? Quảng Trọng nha, chỉ có hàng Khổng Tử vô cái gì trời. Ông đó ở Việt Nam nha, hay mua dân như anh Thanh Châu đó, một chân là có ẩm đó nha. Rồi Quảng Trọng nha, Khổng Tử, Mạnh Tử nha, Mạnh Tử chứ không Mạnh Quỳnh nha, Mạnh Tử, Tân Tử, Lão Tử, Giang Tử nha, Hàng Phi Tử. Nói chung là tử không nè, ông nào cũng còn sống hết trơn á, tử hết trơn rồi. Đi kịp không? Để đưa cho chọn nó nghe, hẹn đưa lương, nhập tử vô là biết tài đấy chưa. Nó ở nhà con nào ở phương Đông với một cháu nhà mấy em đưa vô nghe. Quảng Trọng, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tân Tử, Lão Tử, Giang Tử, Trang, Trang đúng rồi, Phong Trang á, Trang Đài rồi đó, học tôi Trang Đài chứ, Hàng Phi Tử nha. Thì tôi nói rồi, muốn phân biệt cái ông này thì sao, lên Google search cái hình ông mấy ông ra nha, coi mắt mũi tai mũi họng tóc tai sao khác nhau như thế nào là nhớ liền nè. Thì đây tôi cho cái hình của mấy ông mấy chị trả lời được không? Không mình học mỗi lớp học tự học chưa hay là chưa theo mấy bạn K30 mới là đây tính chỉ phải không? Cũng nên em còn đi làm gì đó, tại vì K30 là bài học theo trình tự chỉ, không có phần tự học nha, tự nhà tự học tự tìm kiếm. Thế đi đây đưa cái mặt tươi vô một mấy chục. Hẹn quá, tôi lên hẹn tôi kiếm mình, hẹn chờ người này ấy nha. Mình bắt tôi giúp không? Rồi đưa thằng hàng bạn Mai vô nữa không? Đưa thằng vô cái đóng luôn ha. Rồi cái điều kiện hỏi ông mà ông Khổng Tử nhận nữa không? Tôi có người vô vẻ đâu rồi vô đó không? Đây dẫn trên tôi nghe, mình cứ về tôi kiếm em nha. Và đi sang phần kế nha, còn một số nhà nữa, nhà đang học hỏng nhưng mà để ngồi đi mà học tiếp, học nhiều quá sợ mấy triệu mà bị quản lên nữa, phải không? Và đi sang phần 2 nha, đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Hồi nãy mình nói rồi nha,
nhân cộng đồng, nhân tộc không, vân vân nha. Như vậy nghiên cứu xã hội học ha, sẽ liên quan đến nhiều nhiều phần khác, không? Tâm lý học, vi sinh học, triết học, kinh tế học, toán học. Rồi chức năng nha, có mấy chức năng? 6 nha. Những con số rất là dễ nhớ không? 6 chức năng. Chức năng nhận thức, thực tiễn, tư tưởng, dự báo, quản lý công cụ nha. Thì cái mức độ của những câu hỏi kiểm tra của mình nó cũng có đi nha, thì cũng có những câu rất là dễ nha. Những câu có thể là câu gà với anh chị đúng không? Cái hạn như cho 6 chức năng kể ra đúng không? Thì sửa lại một trong những cái chức năng này đúng không? Quan trọng là nó đúng là sai nha. Và đầu tiên nha, chức năng nhận thức nha. Thì nhận thức nghĩa là sao? Nó cung cấp nha, cho con người học nha, các kiến thức về gì? Thực trạng xã hội, thức đất nha, các nhận thức nha về thực trạng xã hội, quá trình xã hội, phát triển xã hội loài người. Là những quy luật khách quan ha. Thì mình nhớ ha, nhận thức có gì? Nó nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, cảm tính và lý tính khác nhau chỗ nào?